Vâng, xin được kính chào quý anh chị em các bạn đến với siêu thị ô tô BK Hà Nội có địa chỉ tại số 17 Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, là một vương quốc của những mẫu xe 7 chỗ gầm cao. Anh chị em thân mến thì chúng tôi mong muốn truyền tải đến cho quý anh các bạn một cái mẫu xe thuộc hàng siêu phẩm của hãng Ford, hay còn gọi là Ford Explorer. Cái mẫu xe này có đẳng cấp, nó còn thậm chí còn hơn cả cái dòng xe Toyota Land Cruiser Prado. Đấy, tuy nhiên thì giá của nó thì bây giờ cực kỳ hợp lý. Nó có giá rẻ hơn so với lại xe mới cỡ khoảng tầm 800 triệu và rẻ hơn so với Toyota Land Cruiser Prado khoảng tầm 600 triệu đồng. Anh chị em có thể tìm, có thể kiểm tra sơ qua cái mẫu xe này một lượt xem cụ thể thế nào các bạn nhá. Hiện tại thì chúng tôi đã bán một mẫu xe sản xuất năm 2019 màu đỏ, 2017 màu trắng cũng đã bán rồi, chỉ còn duy nhất cái dòng xe này thôi, Explorer 2018 các bạn nhé. Xe đi có 2 vạn km thôi các bạn ạ, 2 vạn km cực kỳ mới luôn. Và xe này thì các bạn có thể thấy hệ thống đèn đã được độ lên rồi. Đấy, dạng bóng chiếu projector các bạn nhé, đã được độ lên dạng bóng chiếu projector. Explorer thì là một cái mẫu xe được thiết kế với cái kiểu dáng nó rất là hầm hố, hoành tráng. Và có thể nói rằng đây là một trong những cái mẫu xe SUV hạng sang, phẩm cấp, thậm chí còn nhiều phụ kiện hơn cả cái dòng xe Toyota Land Cruiser Prado. Bởi vì nếu anh chị em nào mà lên dòng xe Toyota Land Cruiser Prado thì cảm nhận về mặt có thể nói rằng về mặt công nghệ là rất là kém. Tuy nhiên thì so với lại cái dòng xe Prado thì cái dòng xe Explorer này nó có cảm giác gì đó nhiều hơn hẳn. Đấy, rồi sang hơn hẳn so với lại những cái dòng xe khác các bạn nhé. Đây, tất nhiên rồi, khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng thì các bạn phải quan tâm nhiều yếu tố: xe bị tai nạn hay không, bị ngập nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo hay không. Thì cái điều đấy là điều các bạn nên bỏ qua khi đến với lại siêu thị ô tô BK Hà Nội, bởi vì chắc chắn các bạn sẽ đảm bảo 5 yếu tố đó theo đúng cái tiêu chuẩn chất lượng của cái dòng xe cũng như là tiêu chuẩn chất lượng của siêu thị. Chúng tôi bao kết hãng và có thể ship toàn quốc hay là gọi là vận chuyển toàn quốc các bạn nhé. Lái xe này thì cũng đã được trang bị cái cốp điện rồi và có rất nhiều những cái khả năng mở cốp điện, có tới bốn cái cách để có thể mở được cốp điện các bạn nhé. Đây, và bên cạnh đó thì phần phía đằng sau đây các bạn nhìn này, được trang bị chức năng điều chỉnh ghế này, ghế chỉnh điện các bạn nhé. Ghế chỉnh điện này, ghế chỉnh điện hết các bạn nhé, khá hiện đại. Đấy, cái cốp sau này gần như là như mới luôn các bạn nhá, như mới luôn này. Đấy, cốp sau như mới luôn. Rồi, cái này, cái dòng xe này thì nó cũng là rất là sang trọng, thì không biết là có tốn kém hay là hay tiêu thụ nhiên liệu có tốn kém hay không. Thì cái dòng xe này thì chắc chắn các bạn có thể yên tâm là so với lại Toyota Land Cruiser Prado thì con này cũng sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Đấy, các bạn nhìn này. Về không gian khoang nội thất thì các bạn có thể nhìn thấy đây, xe đã được trang bị cái 2 màn hình gối đầu các bạn nhá, 2 màn hình gối đầu khá là hiện đại các bạn ạ. Xe trang bị 2 màn hình gối đầu. Nội thất màu đen các bạn nhá. Prado nó cũng có cái nội thất màu đen và một phiên bản nội thất màu kem. Tuy nhiên thì màu đen thì nó nhìn sang trọng hơn nhiều. Cái dòng xe này thì các bạn có thể thấy đối với lại về cái tính năng công nghệ thì về Explorer hơn hẳn so với lại Prado. Trong đó là có cửa sổ trời toàn cảnh panorama các bạn nhá. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Bên cạnh đó thì các bạn có thể thấy có gương chiếu hậu tự động chống chói. Ngoài ra thì có gạt mưa tự động các bạn nhé. Ở phía dưới này thì đã được trang bị màn hình này là camera hành trình rồi. Đấy. Bên cạnh đó thì chúng ta có các chế độ bò đường, nó còn đẳng cấp hơn cả Toyota Land Cruiser 3.6 tỷ. Có bò đường tuyết này, đường cát này, đường sỏi này, đường đá răm, đường đá hộc vân vân. Bên cạnh đó thì ngoài ra thì có chức năng nhớ ghế này, nhớ ghế này, và cảnh báo điểm mù trên gương các bạn nhé, cảnh báo điểm mù trên gương. Điều này là điều ưu việt hơn hẳn so với lại dòng xe Toyota Land Cruiser Prado, ưu việt hơn hẳn các bạn nhé. Đấy, ngoài ra thì có cảnh báo lệch làn đường, rồi rất nhiều những tính năng an toàn khác mà chỉ riêng cái dòng xe Explorer này mới có được. Anh chị em thân mến thì nếu về so sánh về giá xe thì dòng xe này tiết kiệm hơn hẳn so với lại việc các bạn trang bị cái dòng xe Toyota Land Cruiser Prado. Giá hiện tại chúng tôi đang chào bán với mức giá có 1 tỷ 900 triệu đồng, tức là rẻ hơn khoảng tầm 800 triệu so với việc các bạn mua xe mới. Và hiện tại đang hỗ trợ trả góp đến 70%, chỉ cần chuẩn bị đâu đó khoảng tầm 522 đến 588 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi, với lãi suất là 0,64% một tháng.
Một lần nữa thì xin gửi lời chúc quý chị bạn thật nhiều sức khỏe và chúc quý chị bạn thật nhiều tức là tìm kiếm được những chiếc xe ưng ý. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn tại số 17 Văn Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình.